Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Giờ này là 10 giờ hơn rồi cô chú anh chị. Khán giả thì không có nhiều. Bây giờ em vào chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem ha. Em cập nhật thường xuyên những thông tin, tin tức ở mộ cổ Năm Vũ Linh cho cô chú anh chị mình xem. Ở đây vẫn như ngày nào, những cái cây vẫn đứng đây. Đây là những cái dù ha, được để đây để che mát cho bà con cô bác. Dù thì bà con cô bác mình che xong thì để lại ha, để lại nơi cũ để cho người sau đến che. Này chị thắp nhang vòng vòng hả chị? Dạ đi, đây cầm đi gà, cầm đi gà. Wow, ai giếng mấy cái mặn to ta. Chị sáng em thấy chị cho cũng mời cậu ăn chuối không chị? Mới mùa nãy chuối đó. Chuối này cậu thích ăn nè. Đó, cậu thích ăn chuối sim. Này cô chú anh chị, bây giờ chị nghe đi viếng mộ cậu Năm Vũ Linh này cô chú anh chị. Ai để mấy cái nhang ra đây vậy? Cái đó nhang nước rồi. Hả? Dạ. Yeah. Chị mời cô Thanh Trương Huệ ăn bánh bía cả nhà. Dạ. Tấm lòng mà chị. À, đẩy cái chung này lại. Sáng mời trà cô Huệ. Rồi, mộ cô Huệ sáng thì coi như là sạch sẽ cô chú anh chị. Chả biết đau nữa hả? ba lon luôn hả? Sáng nay chị nghe mời cô gọi ba lon chả bí đao, ba cái bánh bía. Vậy là ăn cái bánh bía uống lon chả bí đao. Ai mở u long ta? À, chai u long này chắc có lẽ là của cô ở quận 12 nãy nè, đúng không? Hồi nãy Tài không có quay nhưng mà Tài biết là mỗi lần cô lên hay mời cô Huệ uống chai u long. Cô đó ở quận 12 là cô bán cà phê đúng không? Toàn là giống như fan ruột của cậu Năm lên đây ai cúng gì biết hết luôn. Nó ướt hay sao chị? Đây nè, em có quẹt nè, đốt được. Chào con. Hello con. Bữa nay nhiêu? Bữa nay 19 mà chị. Này 20, bữa nay 20 tay ha. 25. 25 ha. Dạ. Ô, vậy là quý rồi kìa. Cái học quẹt đó, cho té. Dạ, không hút thuốc chứ có học quẹt nha. Thấy trời mưa, sợ trời mưa á, không có đem theo đầy đủ gì hết trơn. Để đây nè chị, để góc này. Quý quá là chị ơi. Dạ. Tối này là trưa nắng như thế này mà hai đứa con chị hả cháu? Cháu kêu bằng cô. Cháu kêu bằng cô hả? Con bí á. Nước không chị thay cái hay là chị mở nắp ra thôi cho cô. Dạ mở nắp chai giống như cô này vậy nè. Uống nước lọc khát nước uống nước luôn. Dạ. Uống nước lọc. Dạ. Bác Năm Hùng. Đây, mình đốt lên thử coi nó cháy không cô chú anh chị. Cái nhang này là hôm qua em thắp nè. Giờ hôm qua trời mưa, sáng nay hy vọng là trời khô rồi. Hôm qua trời mưa rất là to luôn.
Em về Sài Gòn mà lúc xe luôn chị, xe tắt máy luôn. Thấy hai ông bà bên đây nè. Dạ. Chị tính mua cái lư hương nó không biết có được không. Chị hả? Ừ. Dạ. Mua cái lư hương. Cái lư hương đó, chị thấy cái lư hương cũng lâu quá. Dạ. Cái bát hương á hả? À, cái bát hương chắc được hả chị? Nhưng mà không biết người nhà ở đâu. Được. Người nhà phải đồng ý. Dạ, phải đồng ý. À, mình dạ. Động tới mấy cái đó là không được. Dạ. Dạ. Thôi đi, mình chỉ đến thắp nhang đi chị. Thắp nhang với lại có bông hoa rồi. Phải như mình liên hệ được người nhà hả chị? Mình xin phép thì bây giờ. Chị ngang tài nói, nhiều khi mình thắp mà mình thai mình cũng phải có người nhà đồng ý. Dạ, đúng rồi. Nè, chị thấy hai vợ chồng mình làm hết mua nè. Mà đâu có được sự đồng ý của người nhà đâu. Dạ. À, cái gì? Chị thấy, thổi đi, thổi đi, thổi đi. Thổi, thổi, lấy miệng thổi, lấy miệng thổi. Hồi nãy tôi đốt á. Kệ. Hồi nãy do đốt mạnh quá, đốt hơi lớn. Nói chung là người sống mình thì nó dễ chị. Dạ. Thôi đi chị, mình phải có cái chuyện. Hỏi anh Tài, anh Tài thua, anh Tài thua. Hỏi anh Tài, anh Tài cũng không biết trả lời sao luôn. Tại vì chị biết sao, khi mà người mình còn sống chị, ví dụ mình làm sai thì mình có thể sửa, còn người mắc xong á làm sai nó khó. Mình thấy chị non cũng đi tính còn mất á. Dạ. Mua lên mà không biết có được. Mời em lên đây chia sẻ cũng nhiều rồi, chưa thấy người nhà của soạn giả gì Kiều ha. Lúc tới mình có đây. Vậy hả, có lên hả? Con với cái đợt mà người nhà của chú sao có lên. Vậy hả? Em chắc có lẽ mình chưa có duyên gặp. Cái bữa đó chị có gặp vợ của chú Lâm Sơn. Dạ. Với người nhà với dạ. Không, mình đi tâm hương đi chị. Mình khấn thôi. Tâm hương. Mấy cái cây này xanh nó quấn quéo quá trời. Bây giờ nó đã sáng, nó đã khô của chú anh chị, em thắp lên cho mấy cô chú. Cái đó là đồ khổ chứ. Mà thấy vậy đó, nhưng mà thôi đi, mình thấy là mình phải có cái chị Tiên thấy không, em đốt một cái mà nó cháy hết luôn. Vậy nó nhanh lắm ơi. Này là một mỗi 24 giờ nữa, có mấy giờ à. Cái này sẽ tốt nhà cho trời lắm. Một mũi tên bắn 3-4 con nhặn. Này đốt nhà cho trời. Nãy đốt hồi lố. Đi xem ra hả chị? Dạ. Chị mời nước cô chú anh chị. Mà chị đốt cái đèn, cái nhang phanh lên cho nó cháy. Qua mưa quá nó tắt. Đốt cái đầu đó.
nó cháy á, tại vì cái quạt này là quạt khè vậy đó. Nó nhìn không thấy lửa. Nhan khói. Anh cũng. Thấy sạch sẽ. Dạ. Thấy chị Loan hả? Chị Thanh Loan. Chị Thanh Loan á. Để đi giúp chân ngang đồ. Đây như nó tắt. Em chỉ chị một cách làm công đức nè, nếu mà chị thương cô Huệ nè. Đó. Chị đang lau mộ cho cô Thanh Kim Huệ, cô chú anh chị. Hôm bữa thì chú Thanh Điền mới xuống gần đây, chú đã trồng hai cái cây này. Ủa sao mà cái lá nó theo cái lá này nó héo héo kỳ ta. Nắng quá nắng quá hay là do ở nhà chị trồng cũng vậy nữa, nắng quá cái chị lấy cái kéo chị tỉa hết, hay là nó chưa có bắt được đất, chưa có vô đất đó. mới chiết cây qua dạ, mà. Mới trồng qua à. Cái này phải có thuốc kích thích nó cho nó ấy ha. Mới trồng qua giờ nó héo héo cái lá rồi. Đó. Mát rồi. Khán giả này cả nhà buổi trưa. Đó. Chị là ở Lấy Thiêu của chú anh chị, phải không chị? Chị ở Lấy Thiêu phải không? Chị á, chị ở Lấy Thiêu hả? Thạnh Đông, Tân Thạnh Đông ngay chỗ gần cũng Quốc Tiêu nè. Quốc Tiêu ở Thạnh Tây, chị ở Thạnh Đông. Là ở đâu? Em nhớ, chị, em nhớ Lấy Thiêu mà ta. Củ Chi hả? À Củ Chi. Ở Tăng Thạnh Đông á. Tăng Thạnh Đông hả? Ừ, hồi đó chị ở Hóc Môn mà chị về Củ Chi. À hàng chi em nói ở cái Lấy Thiêu mà cái đồ. Thiêu nó ở Thạnh Tây. Thạnh Tây. Thạnh Đông. Củ Chi nó chị ở khúc dưới này mà khúc trên. Xa quá. Ừ. Này đi theo với hai đứa cháu. Nó nghỉ hè với ông anh. Chơi lên nhà bà nội thăm bà nội. Dạ. Rồi chở đi luôn. Hồi sáng nha. Vậy tính hai chị em đi nè, rồi ba nó chở lên, chở đi luôn, chị hỏi đi lên mộ thăm ông Năm Vũ Linh, thăm bác Vũ Linh ơi. Bây giờ không có bạn hấu phát luôn, bạn ngắn gì đó. Rồi, chưa lau mặt cho mát. Mát mẻ. Ở dưới mình làm cái gì chị? Chị nhà giữ má, má bệnh nè. À với mẹ chị bệnh má ha. Bệnh bị liệt, bữa nay em nghỉ á. Dạ. Nghỉ chị mới được đi á. Dạ, là cái anh chở đó hả? Không, cái thằng kia. À. Anh của Hồng Linh. Dạ. Đó là Út. Dạ. Đi phải có chở, chị không có chạy xe. Không có chạy xe hả? Không dám tặng nữa, sợ. Sợ ha, sợ té hả? Chưa. Năm Dân nè. Dạ. Năm Hùng hả Dân? Năm Hùng. Wow. Năm Hùng. Chào cô. Năm Hùng hay xa, Thanh Tú rồi kìa, Thanh Sang nữa bên nhà. Ở đây là này là tối mình hấp hết hả? Dạ hấp, dạ không. À, dạ không biết mà ai phơi để đây, không biết nhan của cô Huệ. Biết ai phơi nó nãy giờ cũng mới thấy. Này. À, thấy em đi qua bên mộ bên kia tát nhé, lấy đôi dép tạt thì chứ không có gì chứ. Tài trời ơi, nó xiên nó giỏi rồi. Đi tát nước rồi. Dạ vừa tát mà vừa vái á, chị sợ người ta không chịu á, người ta lại quở, giống như người mắc á chị, khó. Vừa mình thấy bữa hổm em định về, có nghĩa là thôi em định đợi sáng mình kiếm cái gì mình tát, tự nhiên trong lòng mình nó thôi thúc phải làm liền á chị. Đó, chị thấy ngập quá trời, mưa lớn á. Dạ. Cái em ngồi tát với cái chị ăn phải không? Dạ, hai chị ngồi trong đó kìa. Dạ, hả, ngồi tát, trời ơi, nó tài vô, nó đi qua bên ngộ. Rồi thấy em đi vô trong kia, em đi tham quan, nó chào anh tại vô trong đây vắng que gì. Không có người gì hết trơn. Dạ. Đi vô hai người mộ trong lô cao su á. Dạ, đúng rồi. Vô cổng vắng dữ rồi. Ồ, bộ hổm em nói, em đâu, em không có định đi. Em không có định đi mà không có đem nhang ra chị. Mình sợ trời mưa ướt, mình để vô cái bọc thở đi. Dạ.
mình để vô cái bọc đỡ đi. Giờ nếu mà mua bằng inox đó thì nó đi với thầy. À đúng rồi, cái này không có cái nắp. Không có nắp. Cái này chỉ để trong nhà thôi. Dạ. Còn mình mua cái loại mà bằng nhan ướt phải phơi này cho chú anh chị. Cũng để giờ chị để bịch đây. Dạ. Dạ. Tại đó nhớ chở mưa chạy là chùm. Nhiều khi cũng quên. Nói gì chứ nhiều khi cũng quên. Cây nhà lá vườn. Dạ, yeah, cây nhà lá vườn. Thì có lẽ làm xin tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Yêu thương em thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha cả nhà. Xin chào tạm biệt máy bay cô chú anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.